Rồi, xin chào tất cả quý anh em, chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với bonsai Trường Thi. Rồi, vẫn là khung giờ quen thuộc quý anh em, 11 giờ trưa và 19 giờ. Bonsai Trường Thi giới thiệu giao lưu cùng quý anh em những dòng khai thác. Rồi, trước mắt quý anh em là một cây ghiên tổ hú, cây ghiên tổ hú. Cây này hàng bonsai mini bàn trà. Rồi, bonsai mini bàn trà. Thì những dòng ghiên tổ hú thì hôm nay bonsai Trường Thi cũng giao lưu nhiều. Giá cũng rất là hữu nghị. Kính mời quý anh em đón xem và chúng ta giao lưu những cây hàng bàn trà, ban công hoặc là quý anh em giao lưu để có những cây đa chủng loại cây sân vườn, có nhiều cái chủng loại chúng ta chơi. Thì cây này thì nó có một cái quanh. Cái quanh tại vị trí này thì nó tầm khoảng 10 16 anh em, 16 nha. Rồi, cây cao tính từ mặt chậu lên thì nó tầm khoảng 19, phổ tán thì khoảng 32. Chậu này là chậu tròn. Chậu tròn, men cái hàng này là hàng xuất khẩu, men xuất khẩu. Chậu tròn kích thước là 17 và chiều cao chậu là 16. Cây cũng khá là duyên, cây hàng bàn trà. Giá cũng hữu nghị. Kính mời của anh em ta tham khảo giao lưu. Cây rất là duyên của anh em, dòng lá thì đẹp thơm, cây khá duyên cây. Rồi, cây này thì bonsai thì giao lưu của anh em giá là 520k bao ship. Rồi, 520 bao ship. Rồi, tiếp tục giới thiệu của anh em một cây hải châu tam đa. Một cây hải châu tam đa. Những cây này thì được hai nước kèm thôi. Cây này thì nó vẫn là dòng lá nhỏ nha của anh em, tuy nhiên là cái cây nó mới có hai nước kiểm thôi, cho nên cái dòng lá nó hơi lớn. Mà bản chất của nó là một cái dòng hải châu lá nhỏ nha. Quý anh em an tâm. Cây khá là ok, khá đẹp. Tam đa. Cây này có một cái bệ cũng khá là lớn. Khá là ok quý anh em. Rồi mình sẽ đi đo thông số anh em tham khảo. Thì cây này tổng hoành. Cây này tổng cái hoành đế của nó là 37 nha. 37 và 3 thân này là bằng nhau. Ba thân này là bằng nhau thì kích thước của một thân. Kích thước của một thân nó là 9 phân nha. Cây một thế tam đa khá đẹp, cây này có chiều cao. Chiều cao cây này chiều cao là 29 của đây, 29 nha. Củ bán của nó là khoảng 38. Thì chậu này là chậu giả xưa, kích thước là 22. Và chiều cao là 13. Cây nó khá là ok, cây này khá đẹp. Anh em xem phần tán cây. Thì bonsai thì làm cây cố trên châu thì anh em về chơi hàng bonsai bằng trà. Của đế thì khá đẹp rồi, thông số đế thì anh em xem kỹ nha. Kết quả ok luôn, đẹp, thải đều. Rồi, anh em xem tổng thể cây. Cây hải châu tam đa, cây tương đối ok, đẹp. Rồi, cây này bonsai thì giao lưu với em giá là 1,2 triệu. 1,2 triệu bonsai thì bao ship nha. 1,2 triệu bao ship. Rồi, tiếp theo bonsai thì giới thiệu cây trà phúc kiến nha. Một cây trà phúc kiến, cây này thì một cụm năm thân. Từ dưới bể lên là 5 thân luôn nè, còn lên trên thì nó cho có nứt ra một thân thành 6. Đấy. Tính phần trên là 6 nhưng mà tính cái cụm, tính cụm dưới này là 5. Cây này thì cũng già rồi, cây đang cho hoa và trái. Dòng trà thì cũng khá là dễ chăm sóc. Thì quan sàn thì cũng giao lưu nhiều, kính mời của em đón xem những video trước chúng ta tham khảo thêm. Rồi, cây này thì đi qua. Cây này có hoành bệ nha, có hoành bệ của anh em là 38 nha, còn eo tại vị trí này là 31. Thì 5 thân này là bằng nhau, thì kích thước mỗi thân nó tầm khoảng 90 của anh em, khoảng 90 nha. Rồi, cây có chiều cao tính từ mặt chậu là khoảng 48 nha, và phủ tán thì khoảng 45. Chậu này là chậu oval Trung Quốc, kích thước là 38 và chiều cao chậu là 10 phân. Một cây trà phúc kiến. Rồi bên em xem phần bể.
thì cái này là liền bể, thì bên sang thì sẽ đi và cho thêm một tí đất nhật cho cây nó có dinh dưỡng thêm, tạo được độ ẩm mức cây. Thì nói chung là cây này cũng khá là ok, là đẹp, cây đang cho hoa trái, hoa trái rất là nhiều bữa này, hoa trái này, trái hầu, hoa trái và hoa hầu như là lác đác như cả kiến cả cây nha. Một cây trà đây, hoa và trái nha, trái rất là nhiều đây. Dòng này thì nó rất là dễ chăm sóc và hoa trái hầu như là quanh năm, chúng ta nuôi hạn chế phân bón để cây nó già thì nó sẽ cho hoa trái, khi mà lá nó già thì chúng ta lật lá đi thì nó cây nó cũng tiếp tục cho hoa trái. Cái dòng trà thì nó dễ dễ chăm sóc, một cây cầm rơm 5 thân, cây này cũng khá là ok bữa nay, khá là nhiều nha. Rồi cái trà này thì bên sang thì giao lưu với anh em giá là 1.250.000 bao ship. Rồi 1.250.000 bao ship. Rồi tiếp tục giới thiệu với anh em một chủng loại cây quen thuộc, một cây hải châu, một cây hải châu hàng nghệ thuật, cây chân rễ nha. Rồi kính mời của anh em xem tổng thể cây, một cái hàng chân rễ, cây này nó khá là nghệ thuật nha, khá là nghệ thuật, hàng chân rễ của anh em. Chia cành thì nói chung là tương đối nha, thì những cây mà sàn thi giao lưu đều là rất chỉnh chu về chia cành, thì của anh em cứ an tâm, chúng ta giao lưu về thì chúng ta cứ cái form đã có và tiếp tục để nuôi dưỡng. Tất cả những cái chi cành thì bên sang thì làm rất là bài bản nha, con chi định hình rất là bài bản cho bên em, nên cứ an tâm ta chơi. Cây này thì hàng chân rễ, hàng chân rễ nghệ thuật, hàng nghệ thuật. Rồi bên sang thì đo một vài thông số cho bên em tham khảo, thì cây này chân rễ nha, nên bên sang thì đo cái chân rễ thứ nhất nó là 12, chân rễ thứ hai nó là 8 phân, cái eo tại cái này nó là 21 nha, 21. Cây có chiều cao đến từ mặt chậu lên tới đỉnh ngọn là khoảng 38 nha, 38 thì tán tới tâm chậu khoảng 33, chậu này là chậu vuông kích thước vuông là 30 và chiều cao chậu là 26. Quý anh em cố gắng ta xem kỹ video nha, và xem kỹ video để ta nắm rõ thông số. Rồi cái mời quý anh em xem gần hơn, xem thì quay kỹ hơn cái phần chân rễ cho quý anh em xem. Cái này rất là ok, đẹp, hàng nghệ thuật nha, cái này hàng nghệ thuật. Chi cành thì rất là bài bản rồi. Chung tất cả những cây bên sàn thì giao lưu với anh em thì rất cố gắng để hoàn thiện về chi cành. Của anh em cứ đã có cái chi cành sẵn thì của anh em tiếp tục để nuôi dưỡng thêm. Đây cũng là một cái dòng lá nhỏ nha, dòng lá nhỏ. Thì những cái đợt lá, đây là những đợt lá sâu này, thì đây là dòng lá nhỏ hết. Những cây này thì năm nay thì có thể là chưa có hoa trái của đây. Của anh em đam mê thì chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng thì sang năm ta có cây chơi. Những hàng này thì hàng nghệ thuật cho nên của anh em cứ thoải mái thôi, chúng ta nghiên cứu và giao lưu. Những hàng này thì khá là ok. Rồi kính mời của anh em đón xem kỹ một lần nữa bên sàn thì báo giá giao lưu. Một cây hải châu hàng chân rễ, cây hải châu chân rễ nghệ thuật, nó rất là đẹp, đẹp của hai mặt luôn. Rất ok của anh em, cây khá là đẹp nha. Rồi cây hải châu này thì bên sàn thì giao lưu với anh em giá là 5.300.000, 5.300.000 bên sàn thì bao ship nha. Rồi 5.300.000 bao ship.